Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hình ảnh những bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã dâng hương lên bàn thờ cha Vero Nguyễn Văn Tường là một minh chứng cho niềm tin và hy vọng vào sự chữa lành. Họ đến đây không chỉ để được chữa trị về mặt thể chất mà còn có thể tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và cầu nguyện được một phép màu. Cha Vero Nguyễn Văn Tường, một linh mục công giáo được biết đến với khả năng hỗ trợ chữa lành bệnh ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với niềm tin tôn giáo. Ông đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo khổ, không có khả năng chi trả cho việc hỗ trợ điều trị. Nhiều bệnh nhân ung thư đã đến với phòng khám của Cha Piero và nhận được sự giúp đỡ từ ông. Họ tin rằng Cha Piero có thể giúp họ vượt qua căn bệnh ung thư quái ác. Họ dâng hương hoa lên bàn thờ Cha Piero như một lời cầu nguyện cho phép màu, đồng thời thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với ông. Niềm vui và hy vọng là một phần quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Khi có niềm tin, bệnh nhân sẽ có động lực để có thể chiến đấu với căn bệnh. Niềm tin cũng giúp họ vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình điều trị. Hình ảnh những bệnh nhân ung thư dâng hương hoa lên bàn thờ Cha Vero Nguyễn Văn Tường là một lời nhắc nhở rằng niềm tin và hy vọng có thể giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, bệnh nhân Đặng Thị Thúy đến từ Hà Nội không thể giấu được niềm vui khi chia sẻ câu chuyện của mình với các thầy. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư da tuyến bã, một căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ sống sót rất thấp. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ điều trị tận tình của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này. Ung thư da tuyến bã là một loại ung thư da ác tính xuất phát từ các tuyến bã nhờn trong da. Loại ung thư này thường phát triển chậm nhưng có thể di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh nhân Đặng Thị Thúy chia sẻ: "Lúc đầu tôi chỉ thấy một nốt nhỏ trên da, nhưng nó dần dần sưng to và trở nên sần sùi. Khi đi bác sĩ để khám, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da tuyến bã. Tin như sét đánh ngang tai khiến bệnh nhân Đặng Thị Thúy chìm trong tuyệt vọng. Bệnh nhân tìm kiếm mọi phương pháp để điều trị, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, ngán ngẩm vì căn bệnh quá hiếm gặp và nguy hiểm. Trải qua nhiều đợt trị bệnh tại các bệnh viện lớn nhưng không hiệu quả, bệnh nhân Đặng Thị Thúy dần mất đi niềm hy vọng. May mắn mỉm cười khi bệnh nhân biết đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là một phòng khám chuyên hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ung thư hiếm gặp miễn phí hoàn toàn. Tại đây, bệnh nhân Đặng Thị Thúy được các y sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm thăm khám, tư vấn và hỗ trợ điều trị. Bệnh nhân được áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến nhất kết hợp với liệu pháp tâm lý giúp bệnh nhân có niềm tin và nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Sau nhiều tháng điều trị kiên trì, sau nhiều tháng hỗ trợ điều trị rất kiên trì, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Đặng Thị Thúy đã khỏi hoàn toàn ung thư. Niềm vui vỡ òa trong bệnh nhân và gia đình. Bệnh nhân không thể tin được mình đã chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo này. Bệnh nhân Đặng Thị Thúy chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã cho tôi cơ hội được sống. Nếu không có sự giúp đỡ của các y sĩ và nhân viên ở đây, có lẽ tôi đã không thể qua khỏi. Phòng khám yêu thương thật sự là một mái ấm yêu thương, nơi tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư như tôi." Câu chuyện của bệnh nhân Đặng Thị Thúy
là minh chứng cho sự nỗ lực của phòng khám Trá Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong việc hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân hiếm gặp. Với sự tận tâm và y đức cao cả, đội ngũ y sĩ tại đây đã mang lại niềm hy vọng sống cho nhiều người tưởng chừng như đã bị bỏ rơi. Câu chuyện của bệnh nhân Đặng Thị Thúy là một lời khẳng định cho sức mạnh tình yêu thương và niềm tin. Ung thư là một loại bệnh hiểm nghèo, nhưng nó không phải là dấu chấm hết. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, những bệnh nhân ung thư hoàn toàn có thể chiến thắng căn bệnh này và sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Mà đi vào trong này nói chuyện ung thư da tuyến bã này, ai ngẩn người, ai bảo sao lại nặng thế. Thế cái thầy nói sao? Mấy thầy bảo là ung thư da tuyến bã này trường hợp rất hiếm gặp mà phát triển rất nhanh, chưa có phương pháp điều trị, mổ ra chỉ có hơn một tháng nó lại mọc lên. Thì các con, nhiều con nó bảo thế thì thế không mổ có được không? Thì bác sĩ lại bảo phải mổ. Thế mổ ra nó lại mọc thì các con, nhiều con nó bảo thế thì mổ làm gì? Mổ ra thì lại không có thuốc truyền, truyền nó không nhận thầy ạ, mà hóa chất nó cũng không nhận. Mổ ra chỉ cho uống kháng sinh liền cái vết mổ là khỏi, để khỏi nhiễm trùng là về. Thế thì các con, nhiều con nó thấy là vô lý thầy ạ. Đấy, thì vào đây thì con cứ theo các thầy điều trị cho con thôi, chăm sự như các thầy, nhờ các thầy là con cứ theo mà ăn cái pháp đồ của thầy cho. Đấy, giờ là khỏe rồi. Vâng, bây giờ thì là sức khỏe của con là khỏe rồi, nhưng cái hạch ý, thì nó cũng, nó không phát triển lên, nó cũng dừng lại rồi. Thế nhưng mà thầy quý bảo là cái hạch này nó lâu nó mới tiêu. Nhưng dạo này thì con thấy nó cũng đau đầu, thì vì bệnh của con nó lại cộng thêm cả là viêm mũi này, rồi thoái hóa đốt trong cổ này, nó nhiều thứ nó tác động vào. Đầu tiên thì có, nó có cái mọc một cái nốt ở vành tai này, nó như hạt đậu đen thôi mà nó không đau, mà nó cũng không ngứa không gì cả. Xong về sau thấy nó ngứa thì đi khám thì người ta bảo là ung thư biểu mô không xác định. Thế thì đến lúc người ta cho đi 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 cắt, đi cắt thì đi ra đầu tiên thì khám ở viện da da liễu cơ ạ. Về sau đến lúc các con nó bảo là nếu mà ung thư thì phải ra ca tân triều. Thế là các con nó cho ra ca tân triều thì người ta lại không xét nghiệm lại. Cứ thế nên người ta cắt luôn. Họ cắt cái u ở cái tai ấy. Thì cắt xong họ mới cho đi xét nghiệm. Xét nghiệm thì xong thì người ta lại bảo rằng là ung thư da tuyến bã. Đấy, thì đến lúc con không biết là ung thư da tuyến bã là thế nào. Đến lúc được hơn một tháng thì cái u nó lại mọc lên. Nó mọc đúng ở cái chỗ mà cái tai mà cắt đi xong vá cái da khác vào đấy. Thế thì con lại đi ra khám lại thì thầy lại bảo rằng là bây giờ lại cắt đi. Cắt đi xong là quét hết cả hạch ở cổ đi. Thế thì các con, nhà con nó lại năn tăn. Nó bảo rằng là bây giờ như thế này thì khó khăn, nhỡ nó lại ung thư ở chỗ khác thì làm thế nào. Các con, nhà con nó lại cho ra bệnh viện Việt Hưng ở chỗ Ung Biếu ấy, Hà Nội ấy. Chỉ cho chụp PET-CT, chụp PET-CT mất 20 triệu, xong là người ta lại cho thử máu rồi các thứ để người ta bảo sáng sau mổ thầy ạ. 8 giờ sáng sau mổ thì con dâu của con nó lại quen một bác sĩ ở 108. Thì họ, người ta cho cái bác sĩ ở 108 đến mổ cho con. Thì khi người ta xem cái bệnh án này và người ta xem cái kết quả thì người ta sợ. Con nhìn thấy khuôn mặt người ta có vẻ căng thẳng. Người ta sợ, sợ là con đoán là tại vì là giữa bạn với nhau mà mổ không thành công thì họ sẽ ngại với bạn. Họ không mổ thầy ạ. Họ không mổ thì họ mới cho đi, họ lại đùn cho giám đốc ở viện 108 mổ. Họ lại đùn cho 108 thì các con, nhà con nó mới quyết định là không mổ nữa. Tại vì là thầy nói như thế này này, thầy nói cho biết rằng là trường hợp này rất là khó,
cái hạch thì vét thì nó dễ, nhưng cái tai này nó liên quan đến hộp sọ mà rủi ro rất cao. Thì các con nhà con nó bảo nếu thế thì ngừng lại không mổ nữa. Thế các con nhà con nó mới không mổ nữa. Thì 2-3 hôm sau thì con dâu nhà con nó mời cái ông bác sĩ mà không mổ đi ra quán để nhậu. Thì chú nói thẳng là cái này rất là khó, nguy cơ mổ nên chỉ hơn 1 tháng nó lại mọc lên và rất nguy hiểm. Bao nhiêu người rồi chỉ hơn 1 tháng nó mọc lên xong rồi 7-8 tháng là chết. Thế thì các con nhà con nó quyết định là không mổ nữa. Là con trai nhà con, một thằng lớn nó ở trong Sài Gòn này, nó mới tìm hiểu đến cái phòng khám này thì nó bảo tôi đi vào đây để chữa theo các thầy ở đây. Đấy là như thế. Rồi qua thời gian kỹ đây, cô thấy sức khỏe cô tới thời điểm này như thế nào rồi? Con đến sức khỏe của con thì vẫn khỏe lắm. Thế nhưng mà có điều là cái hạch này thì nó chưa tiêu hết. Nhưng thời gian này con thấy nó cũng hơi đau đầu. Thì thôi thì con cứ chăm sự là nhờ các thầy ở đây là điều trị cho con. Vì đến đây là nước cùng rồi. Vì bệnh viện người ta bảo là bây giờ cắt đi nó lại mọc. Mà mọc thì cái bệnh này người ta lại bảo là không xạ được, không truyền hóa chất được. Truyền vào nó không nhận thầy ạ. Thế thì các con nhà con nó bảo truyền vào mà không nhận thì mổ làm gì? Mổ nó lại mọc thì mổ cho nó đau ra. Dạ, em tên là Trần Văn Đông, đến từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là khi mổ thì em hôn mê, em cũng không có biết gì hết. Mà bác sĩ cũng chưa có nói thật với bệnh nhân là mổ ra là thấy ung thư thì... Nhưng mà sau này bác sĩ ở đó là chỉ có liên hệ với người nhà thôi. Thì sau này người nhà cũng giấu, sau này người nhà mới nói rõ ra là có mổ ra rồi thấy ung thư. Xong là người ta cũng khâu lại. Nhưng mà hồ sơ các thứ là người ta chuyển qua bên ung biếu. Thì người ta vẫn xác định là chữa trị bên ung biếu. Đó, nhưng mà cũng ở giai đoạn 4 rồi. Đấy. À, xin anh cho biết á, đầu tiên á, mình phát hiện, tức là mình có biểu hiện như thế nào rồi sau đó mình đi qua bác sĩ rồi mới kết luận. Lúc đầu là em bị viêm rết dạ dày. Viêm rết dạ dày trào ngược, ăn không được mà cứ ói nhiều, ói suốt ngày thôi. Nên là mất sức nhiều. Khi nhập viện là tình trạng nó yếu rồi. À, bác sĩ vẫn lúc ấy kiểu lúc nội soi á thì người ta là sinh khiết, cắt miếng thịt ở trong qua sinh khiết thì là vẫn không phát hiện ra là ung thư, người ta chỉ là nghi ca thôi. Đấy, người ta bác sĩ ở trên đó kêu là bị gian lặn đấy, gian lặn nên là khó phát hiện ung thư. Sau này mổ ra mở bung ra người ta mới biết, mới phát hiện ra. Anh San biết cái này một cái này. Dạ, nói chung là em nghe bạn bè có những người ở gần chỗ em mà chữa khỏi rồi, về nhà rồi người ta giới thiệu. Thì nói chung là mình cũng có bệnh thì lại bốn phương thì mình nghe ở đây cũng uy danh tốt nên là em xuống để theo chữa. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh.
mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.